Ok, các anh chị ơi, chúng ta bắt đầu nha. Vâng ạ. Thưa cô duyệt cho một số bạn đang vào chưa được hả cô? Đang ở phòng chờ. Cô có thấy ai ở phòng chờ đâu? Tất cả mọi người phòng chờ cô đều duyệt hết rồi mà. Sao các bạn này vẫn thấy báo là đang ở phòng chờ nhỉ? Bạn tên em gì ạ? Bạn tên là Ngọc ở lúc em. Còn em máy tính cũng không vào được mãi từ nãy giờ. May vào được điện thoại. Máy tính không biết có vấn đề gì không? Cô không thấy ai phòng chờ. Vâng. Em thấy bạn ngủ. À đây bây giờ mới có này, bây giờ mới có mà con Linh Nguyễn Thị Thương này. Các anh chị ơi, về nhà thì chúng ta đã kịp xem được cái bài hôm trước chưa nhỉ? Đã làm được bài hôm trước chưa? Đọc tiếp chưa ạ? Xong bài đấy chưa? Bây giờ chúng ta chữa cái bài đấy luôn nhá. Hôm đấy là còn 5 câu hỏi phía dưới nữa đúng không ạ? Okay, so I will show you lesson one, and we will continue with question number 5, 6, and 10. Number six, yes. 5 already, okay? Cái bài này là cái bài mà một cái sinh viên đi làm từ thiện, đúng không anh chị? Okay, so now I want a person to read the text for me, okay? Bây giờ cô giáo mời một anh chị đọc cho cô giáo đoạn tiếp theo và sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau dịch xem ý nghĩa của nó là gì nhé. Có ai xung phong không ạ? Có ai xung phong dịch cô giáo đoạn này không? Cứ xung phong là được cộng điểm nha. Hôm trước là cô giáo cộng điểm cho lớp mình được rất là nhiều người rồi. Hôm nay hy vọng là các anh chị cũng lại phát huy tinh thần của hôm trước. Tương tác thật là tốt. Cô giáo mời một anh chị dịch cho cô giáo. À, đọc cho cô giáo nhá. Đọc thôi ạ.
Em mời ai ạ? Em thử đọc cô ạ. Vâng, ngoài chị Nga nào. Dạ vâng, em thưa cô ạ. Tại vì cũng nhỏ. Many students who get him a health illness are not he hope to just bà nhớ cho mẹ một cái sạc. The campaign to earn between $15 and $200 each week. Some also borrow old clothes and books. Ngọc has orders to chips to bring gifts and food to children in Quang Bình and the Northern Mountain province of Yen Bái this year. The trust has been blessed for December. Ngọc has been diagnosed with first that bone master cancer, but he says his condition is stable. He says he does not want to be different by his illness. Having said cancer is not the most person for him to help as either do it. And when I want people to see me as a student doing chess work, Paris doing chess work. Okay, thank you, Miss Nga. Very good. Okay, chị Nga đọc rất là tốt. Em chào cô ạ. Vâng, chào anh Thuận. Cái gì dạ xong thôi luôn vậy? Dạ, cô ơi. Ơi. Và cái wifi chỗ em hôm nay nó chập chờn tí nên là vào linh máy mới được ạ. Em xin okay. Vào okay. Ok, yes, thank you. Rồi, các anh chị ơi, chúng ta thử xem ý nghĩa của đoạn này là gì nhé. Many students who give him a hug donated more than 5,000 VND. Rất là nhiều sinh viên mà ôm anh ta thì đã quyên góp được hơn gì nhỉ? 5,000 VND, hơn 5,000 đồng. Yes, which is what he hopes to receive, allowing the campaign to earn between $50 and $200 each week. Đây là những gì mà anh ta hy vọng là nhận được, đúng ạ? Và cho phép cái chiến dịch này thu về khoảng bao nhiêu ạ? 50 đến 200 đô la. Ừ, 50 đến 200 đô la mỗi tuần, đúng rồi, trong mỗi một tuần. Ok, tiếp theo đó là gì đây ạ? Some also brought some old clothes and books. Một số cũng mang quần áo. Quần áo cũ. Yes, một số người mang quần áo cũ và sách vở để quyên góp, đúng không ạ? Ngọc has organized two trips to bring gifts and food to children in Quảng Bình. Ngọc đã gì nhỉ? Ngọc đã tổ chức hai chuyến đi mang quà và đồ ăn cho trẻ em Quảng Bình. Cho trẻ em Quảng Bình. Yes. Miền núi. Okay, very good. Yes. Ngọc đã tổ chức hai chuyến đi để mang quà tặng và thực phẩm tới trẻ em ở Quảng Bình và một tỉnh miền núi phía Bắc, đó là tỉnh Yên Bái vào năm nay. The third has been planned for December. What does this mean? Câu này nghĩa là gì? The third là thứ ba. Cái thứ ba. Thứ ba tại. Đã gì? Được lên kế hoạch cho đến 12. Đúng rồi. Yes. Cái thứ ba đã được lên kế hoạch cho tháng 12. Đúng không ạ? Yes. Ngọc has been diagnosed with first stage bone marrow cancer. Các anh chị còn nhớ là bone marrow hôm chúng ta học từ vựng ấy nghĩa là gì không nhỉ? Tủy xương. Tủy xương, đúng rồi. Ngọc đã được gì ạ? Diagnose từ này nghĩa là gì ạ? Chẩn đoán, đúng rồi. Ngọc đã được chẩn đoán đó là bị ung thư tủy xương first stage. Giai đoạn đầu, đúng không ạ?
But he say his condition is stable. Nhưng anh ta nói là cái tình trạng của anh ta là gì? Ổn định. Yes. Là khá là ổn định. Ok, một anh iPhone phát biểu, cô giáo không biết tên là gì luôn. Các anh chị hãy đổi tên của mình theo đúng tên để cô giáo còn tiện ghi lại những anh chị nào mà tương tác với cô giáo để còn cộng điểm cho những người đó nhé. Ai hãy có tên chúng ta hãy đổi tên đi ạ. He says he does not want to be defined by his illness. Anh ta nói rằng anh ấy không muốn xác định là muốn được không muốn được mọi người nhớ đến về cái căn bệnh của anh ấy, đúng không ạ? Define là định nghĩa, tức là không muốn người ta định nghĩa là anh ta là nhớ đến anh ta là bởi cái căn bệnh của anh ta, đúng không ạ? Having cancer is not motivation for him to help others. Bị gì nhỉ? Bị ung thư nhưng mà không, ung thư không phải là motivation, động lực, động cơ cho anh ta giúp đỡ những người khác. Yes, I'll do it anyway. I'll do it anyway. Em muốn làm. Mấy đứa ơi, làm xong chưa? Nhìn đấy. Em là bật loa mà. Tôi sẽ làm nó bằng bất cứ giá nào. Làm thêm khoảng 2-3 phút nữa được nếu mà chưa xong. Tôi muốn mọi người nhìn. Mọi người. Tôi muốn mọi người gì nhỉ? Tôi nhìn coi tôi là một gì ạ? Như là một sinh viên. Tức là thấy tôi là một sinh viên đi làm từ thiện. Not a cancer patient doing charity work. Không phải là một bệnh nhân thư đi làm từ thiện. Yes. Okay, so I wanted to write the answer of number 6 and 6, 7, and 8 in the chat room. Okay, please write your answer of question 6, 7, and 8 in the chat room. Các chị hãy tương tác vào phần chat bằng cách viết câu trả lời của câu 6, 7, 8 vào trong phần chat nha. Write your answer in the chat room of number 7, 8, and 6. 6, 7, 8 in the chat room. Oh, please write your answer in the chat room. Man, I wish okay, many of you have written the answer in the chat room. Okay, let's see. Có vẻ như là có câu 8 là các anh chị khác nhau thôi. 6, 7 các anh chị. À, cũng có người 6, 7 chọn đáp án khác.
Có người ở phần đầu thì 67 là C, nhưng đoạn sau thì 67 đều là B hết à? Có cả A nữa luôn. Alright, okay, some of you choose B, C, A. Oh, rất khác nhau luôn. Rồi, chúng ta chữa luôn các anh chị nhé. How much is the Hug Me campaign expected to earn in a month? Một tháng. Ờ, đúng rồi, cái chiến dịch ôm mỗi tôi tháng đi. Nên là phải nhân 4. Nhân 4. Đúng rồi, mong đợi là thu về bao nhiêu tiền trong một tháng. Ở trong bài này người ta cho đó là gì ạ? Each week. Tuần, tuần. Mỗi tuần là 50 đến 200. Mỗi tháng là bao nhiêu? Nhân 4. Nhân 200 là 800. Yes, okay. The answer of number 6 is C. C. Yes. 7. The word third in paragraph 4 refers to cái từ third ở đoạn số 4 nói đến cái gì? Province trip. Hay là campaign trip. Hay trip? Trip. Yes. Bởi vì cái câu trên người ta có câu là organize two trips, okay, to bring gifts and food. Và the third tức là cái thứ ba ấy. Cái thứ ba đã được lên kế hoạch chuẩn bị cho tháng 12. Vậy third ở đây sẽ là trip. Okay, the answer is C. Very good. Number 8, in which space mark A, B, C, D is the following sentence fit? Cái câu nào trong đoạn A, B, C, D ở cái đoạn văn này thì cái câu này sẽ được phù hợp nhất. Tức là nếu như phải ghép cái câu này vào đoạn nào trong đoạn đánh dấu A, B, C, D thì cái câu này phù hợp nhất vào đoạn nào? I want to live and love in the real world, not the virtual world. He added. Tôi muốn sống, sống và yêu ở trong thế giới, cái cuộc sống thực tế, giới thực, chứ không phải trong thế giới ảo. Yes, anh ta nói thêm, cái đoạn này không phù hợp rồi đúng không anh chị? Đang nói bệnh nhân ung thư đúng không? Thế thì chúng ta phải xem là cái đoạn trước nó là như thế nào. Đoạn B đây là. Chúng ta là gì? We may cry over a sad story on Facebook, but when we witness the same story in real life, we can be indifferent. À, những cái thanh niên ở độ tuổi của tôi ấy thì chìm đắm vào mạng xã hội hơn là đời thực. Chúng ta có thể khóc trước câu chuyện buồn trên Facebook. Nhưng mà chúng ta nhưng khi nhìn thấy những câu chuyện thực tế ở trong cuộc sống, chúng ta lại yes. Thở. Đúng rồi. Thế thì nó ghép vào đoạn nào hợp lý nhất ạ? B. Yes. Đoạn B này hợp lý hơn B. Đúng không anh chị? Okay, the answer is B for number 8. Okay, the answer is B. Yes. Okay, number 9 and 10, please write your answer in the chat room. Bây giờ các anh chị hãy viết đáp án của mình vào cái câu 9 10 vào phần chat ạ. What does Ngọc mean when he said, I want people to see me as a student doing charity work, not a cancer patient doing charity work, okay? And number 10, which paragraph does the author mention the bad health condition of Nguyễn Bảo Ngọc? Please write your answer in the chat room. Number 9 and 10, 2 minutes for you. Please write your answer in the chat room. Đúng là nó đi ba trước đấy bây giờ bắt đầu không cười cho bố. Thank you.
Okay, so let's check your answer. Number 9. What is your answer? Number 9. 9B. Cô giáo nhìn thấy trong phần chat có các anh chị sử dụng các anh chị có rất là nhiều đáp án khác nhau. BCD. BCD, không ai chọn A. Okay. Ngọc, ý của Ngọc là gì khi mà anh ta nói rằng là tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như là một sinh viên đi làm từ thiện chứ không phải là một bệnh nhân đi làm từ thiện. Đáp án A là having cancer motivates him to do charity work. Bị ung thư đã khích lệ đã gì nhỉ? Đã tạo động lực cho anh ta đi làm từ thiện. Câu này thì không phải đúng không ạ? Câu B đó là anh ta không thích bị nhớ đến bởi vì cái căn bệnh của anh ấy. Cũng đúng rồi chứ? Đúng ý. Thế còn xem câu C và D nhá. Xem cái nào đúng nhất ạ. Any student with such illness can do more to help other people. Bất kể nào mà với căn bệnh của anh ta cũng có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ người khác. Rồi. Có nói gì đến sinh viên khác không các anh chị? Không. Không nói gì đến sinh viên khác. Câu này không đúng. Câu D là he is a student who helps cancer people. Anh ta là một sinh viên mà đi giúp đỡ những bệnh nhân ung thư. Không, anh đúng. Này có nói là anh ta giúp bệnh nhân ung thư không anh chị? Không. Anh ta đến để giúp trẻ em nghèo ở Quảng Bình và Yên Bái cơ mà, đúng không? Chẳng nói gì. Anh ta giúp bệnh nhân ung thư. Và anh ta nói là tôi muốn mọi người biết đến tôi như là một sinh viên đi làm từ thiện, chứ không phải là một bệnh nhân ung thư đi làm từ thiện. Thế thì ở chỗ này có nghĩa là anh ta không muốn mọi người nhớ đến mình. Căn bệnh của mình. B. Yes. B. The answer is B. Okay. B. B. Okay. Number 10. Số 10. In which paragraph does the author mention the bad health condition of Nguyễn Bảo Ngọc? Ở trong đoạn nào tác giả đã đề cập, tác giả đề cập đến sức khỏe tôi sức khỏe yếu kém của Nguyễn Bảo Ngọc, đoạn nào các anh chị? Đoạn 5 cuối cùng. Đoạn cuối cùng, cùng. Đúng rồi, và chính là đoạn đáp án là D. Yes, D. Okay, D. Very good. Ok, các anh chị được bao nhiêu đáp án đúng từ đầu đến giờ? 10 câu ấy, từ hôm qua đến nay được bao nhiêu câu? Được bao nhiêu đáp án đúng? 15 câu. 4 câu thôi. 4 câu là 4 câu là đủ B1 thôi. Bài nào cũng được 4 câu là đủ đạt B1 đấy. Ok. Thế nhưng mà cái bài 1 ấy là cái bài dễ, thế nên chúng ta phải đặt mục tiêu cao hơn đúng không? Thì những bài sau mới có thể là gỡ lên được đúng không ạ? Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử sức với một bài nghe các anh chị nhé. Chắc nghe là kỹ năng khủng khiếp nhất của các anh chị đây. Một số người mà ví dụ trẻ thì còn nghe, chứ còn các anh chị mà nhiều tuổi một chút có lẽ là lâu lắm không nghe tiếng Anh đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà hơn đi thi ta vẫn hơn 20 năm. Để xem lát nữa còn chạy tốt hay không nhá. Chúng ta sẽ như trong khuôn khổ của bài nghe cô giáo đã giới thiệu với các anh chị là chúng ta chỉ nghe cái phần số 1 thôi, bởi vì phần số 1 nó hợp nhất với chủ đề trình độ là B1, hợp nhất với trình độ của chúng ta. Còn phần 2, phần 3 thông thường là hên xui, nhưng mà yên tâm là lúc đi thi thì các thầy cô giáo sẽ ôn kỹ cho các anh chị. Thế còn bây giờ học thì bây giờ chúng ta sẽ thử sức với cái phần 1 xem là như nào. Ok, so in listening part 1 there will be 8 short conversation. For each conversation, you will have one question with the choice of A, B, C, and D. You have to listen and choose the correct answer. Okay, listen and choose the correct answer, and then
you will listen once only in your real test, but when we study, we will listen twice, okay? Đi thi chính các anh chị được nghe một lần thôi. Thế nhưng mà chúng ta luyện tập thì cô giáo cho các anh chị nghe hai lần. Sau đó chúng ta sẽ chữa lại, okay? Và trước khi nghe thì chúng ta phải hiểu được cái nội dung của các cái câu hỏi là gì để lát nữa chúng ta trả lời cho một cách thích hợp nhất nhé. Đầu tiên, how much is the car? What does this mean? Câu này nghĩa là gì các anh chị nhỉ? How much? Ô tô bao nhiêu tiền? Ô tô này có giá bao nhiêu tiền? Và cái từ đầu tiên là chúng ta đọc số này là gì các anh chị nhỉ? Đô. One thousand pound. Yes, 1,000 pound, 2,000 pound, 3,000 and 4,000. Vâng, các anh chị ơi, trong bài nghe ấy, thì nó có rất là nhiều cái bẫy cho các anh chị, tức là có thể nó đọc cả 1, 2 or 3,000, nhưng câu hỏi ấy, người ta là cái xe này có giá bao nhiêu tiền, thì chúng ta nghe kỹ xem là cái phần giá cả nó là như nào nhé. Ok, number 2, what's Elena going to take to the party? Elena dự định mang cái gì đến bữa tiệc? Cola and pizza. Coca-Cola đấy. Và pizza. Bánh pizza. Cola and chocolate. Cola. Orange juice and biscuit. Nước cam và bánh quy. Và bánh quy. Bánh quy. Yes. Nước cam bánh quy, đúng rồi. Và câu cuối cùng là orange juice and chocolate. Cola. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ nghe xem là cô này mang cola, đúng ạ, hay là orange juice. Sau đó chúng ta sẽ giới hạn lại đáp án. Ví dụ nghe được cola và pizza thì chọn luôn là A. Nhưng mà nghe được orange juice thì chúng ta chỉ nhìn vào đáp án C và D thôi. Sau đó nghe xem là biscuit hay là chocolate. Và nó có cái những cái bẫy cho các anh chị. Do đó là các anh chị lưu ý đó là cô Elena mang gì nhá. Ví dụ Elena là con gái, thế mà lại có một cái anh trai trong đấy lại mang một cái thứ khác thì chúng ta đừng nhầm lẫn nhá. 3. Where will Susan buy her eggs? What does this mean? Buy Susan ở đâu? Ở đâu? Sẽ ăn. Yes. Susan sẽ mua trứng ở đâu? On the shelf. What does this mean? On the shelf. Ở trên giá. Trên giá, một cái giá ở cửa hàng nào đó, đúng không ạ? At the market or a little shop. Ở chợ, một cái cửa hàng nhỏ. Ở chợ. Ở chợ hoặc là một cái cửa hàng nhỏ. Supermarket. Siêu thị. On the farm. Ở trang trại. Yes. 4. How does a man want his son to help him? Người đàn ông này muốn con trai của anh ấy giúp như thế nào? Người đàn ông muốn con trai của mình giúp mình như thế nào? Clean the window. Lau sạch cửa sổ. Yes, lau cửa sổ. Lái xe him to town. Lái xe đưa anh ấy tới thị trấn. Carry the letter back. Mang cái thang lại. Thế thôi con cứ chạy tiếp thôi, hai ngày sau đi, bởi vì cô không được kiểm tra đâu. Chắc chắn là cô không kiểm tra kịp thế, bởi vì khi mà cô kiểm tra cô lật này rồi, thế không con cứ đấy đi, con chép đi. Cứ chạy tiếp nhá, không sao đâu. Ok, carry the ladder back, tức là mang cái thang lại. Mang cái thang quay trở lại. Mang cái thang quay trở lại. Visit Mr. John. Đến thăm ông John.
John. Yes, đến thăm ông John. Number five, which TV program is at 9 o'clock tonight? Chương trình gì được chiếu vào lúc 9 giờ tối nay? Yes, chương trình TV nào sẽ chiếu vào lúc 9 giờ tối nay? Football. Đá bóng. Đá bóng. Đá bóng. Nature. Chương trình tự nhiên. Tự nhiên. Tự nhiên. Cartoon. Hoạt hình. Hoạt hình. Advertisement. Quảng cáo. Yes, quảng cáo. What will the boy do first? Chàng trai sẽ làm gì trước? Chàng trai sẽ làm gì? Làm gì đầu tiên? Đầu tiên là đi đến thư viện. Go to library, đến thư viện. Đến thư viện. Play table tennis. Đi chơi tennis. Bóng bàn. Put a new wheel on Ben's bike. Lắp một cái bánh xe mới vào xe của Ben. Đọc một bài, đọc quyển sách. Read some books. Đọc bài quyển sách. Okay. Seven. Where will the girls meet? Cô gái sẽ gặp nhau ở đâu? By the entrance. Lối vào. By the lake. Ở cái hồ. At the ice cream kiosk. Một cửa hàng kem. Yes. Behind the entrance. Đằng sau lối vào. Okay. Which chair does the man want? Người đàn ông này muốn ghế nào? With high backs and arms. Cái lưng cao và có tay vịn. Arms là cái tay vịn. Có bánh xe và có tay vịn. High legs. Có chân cao. Wheels and high back. Có bánh xe và lưng cao. Yes. Có cái bánh xe và lưng cao, okay. So now I want to listen and choose the correct answer from 1 to 8. Bây giờ thì các anh chị sẽ nghe hai lần và sau đó chúng ta hãy viết câu trả lời từ số 1 đến số 8 vào phần chat nhé. Chúng ta nghe hết 8 câu, sau đó các anh chị sẽ nghe lại lần 2. Và lúc mà nghe các anh chị có thể viết ra nháp, sau đó các anh chị viết vào phần chat từ số 1 đến số 8 ạ. This is the listening test for levels from 3 to 5. Cô giáo tua qua cái đoạn giới thiệu các anh chị ạ, vì đoạn giới thiệu nó dài quá. We are ready to start. Các anh chị nghe thấy âm thanh không ạ? Dạ, nghe thấy rồi ạ. Có ạ. Listen carefully. One. How much is the car? So which car are you buying? The Monarch 2000. It's lovely, but I have to get £1,000 more from the bank first because I don't have enough money. It's a lot of money. £3,000. I could live on that for a year. Well, cars are expensive. Two. What's Eleanor going to take to the party? Hi, Eleanor. Are you taking some cans of cola to the party? Of course, and a pizza. I'm going to take a big bottle of orange juice and some biscuits. Chocolate ones, I hope. Three. Where will Susan buy her eggs? We need some more eggs, Susan. I'll drive out to the farm and get them tomorrow. It'll be quicker to go to the market or to the little shop across the road. I know.
but I prefer to know that they haven't been on the shelves for a long time. 4. How does the man want his son to help him? Jamie, could you do something for me? Well, it depends what it is. I'm meeting my mates in town. I want to clean the upstairs windows this afternoon, but I lent the ladder to John. Could you come next door with me and help me carry it back? I'll give you a lift into town afterwards, if you like. Sure, Dad. 5. Which TV programme is on at 9 o'clock tonight? Because of the football finishing late, there are some changes to this evening's programmes. We won't now show the nature programme about the sharks found in the Pacific at 9 o'clock. Instead, the cartoon film The Mighty Heroes will be at this time, an hour later than advertised. You can see the nature programme at its usual time next week. 6. What will the boy do first? I'm off now, Mum. I'm going to meet Ben at the youth club because he's bought a new wheel for his bike and he wants me to help him put it on. And I've got to go to the library to take my books back sometime today too. Well, do that before you start work on the bike, because it isn't open this afternoon. OK. And we're going to play table tennis after we've done the bike, so I won't see you until supper this evening. Bye! 7. Where will the girls meet? Will you meet me in the park? OK. Where? By the entrance? No. At the ice cream kiosk. You know, the one by the lake. OK. 8. Which chair does the man want? Good afternoon. Can you show me your office chairs? I'm looking for something with a high back and arms. That is the end of part 1. Okay, listen again for one more time. Các anh chị nghe lại một lần nữa nhé. Được ạ. Don't have enough money. It's a lot. Carefully. One. How much is the car? So which car are you buying? The Monarch 2000. It's lovely. But I have to get £1,000 more from the bank first, because I don't have enough money. It's a lot of money. £3,000. I could live on that for a year. Well, cars are expensive. 2. What's Eleanor going to take to the party? Hi, Eleanor. Are you taking some cans of cola to the party? Of course. And a pizza. I'm going to take a big bottle of orange juice and some biscuits. Chocolate ones, I hope. 3. Where will Susan buy her eggs? We need some more eggs, Susan. I'll drive out to the farm and get them tomorrow. It'll be quicker to go to the market or to the little shop across the road. I know. But I prefer to know that they haven't been on the shelves for a long time. 4. How does the man want his son to help him? Jamie, could you do something for me? Well, it depends what it is. I'm meeting my mates in town. I want to clean the upstairs windows this afternoon, but I lent the ladder to John. Could you come next door with me and help me carry it back? I'll give you a lift into town afterwards, if you like. Sure, Dad. 5. Which TV programme is on at 9 o'clock tonight? Because of the football finishing late, there are some changes to this evening's programmes. We won't now show the nature programme about the sharks found in the Pacific at 9 o'clock. Instead,
The cartoon film The Mighty Heroes will be at this time, an hour later than advertised. You can see the nature program at its usual time next week. 6. What will the boy do first? I'm off now, Mum. I'm going to meet Ben at the youth club because he's bought a new wheel for his bike and he wants me to help him put it on. And I've got to go to the library to take my books back sometime today too. Well, do that before you start work on the bike because it isn't open this afternoon. OK. And we're going to play table tennis after we've done the bike, so I won't see you until supper this evening. Bye. 7. Where will the girls meet? Will you meet me in the park? Okay. Where? By the entrance? No, at the ice cream kiosk. You know, the one by the lake. Okay. 8. Which chair does the man want? Good afternoon. Can you show me your office chairs? I'm looking for something with a high back and arms. That is the end of part 1. Okay, please write your answer from 1 to 8 in the chat room. Okay. Anh chị viết từ số 1 đến số 8, mỗi người viết một lần nhé. Được nhìn chữ thì tốt cô ạ. Kỹ năng nghe nên không phải kỹ năng đọc nên không được nhìn chữ. Ok, các anh chị ở đây có bao nhiêu người viết đáp án từ đây? Ok, many of you have written the answer in the chat room. Number one, some say C, some say B. Most of you say C, B. Okay, D luôn. B, C, D. Có ai chọn A không? No one chose A. Đa phần các anh chị chọn C, đúng không ạ? Các anh chị còn nhớ cái câu số 1 người ta nói cái gì không nhỉ? Là hỏi về giá tiền của cái ô tô ấy ạ. Nhu cầu của ông ấy. Nhu cầu của người đàn ông ý là khoảng
À, tức là đấy là phải vay thêm 1.000 pound. Nhưng mà nó lại nói cả cái thông tin là 2,000 này. Sau đó là 3,000, 1,000, cuối cùng lại là cái gì? 3,000. 2,000. Ông này bà đắt quá. Ông bà đắt quá. Ông ơi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ thử nghe lại xem là thông tin các anh chị còn nhớ có đúng không nhá. Bởi vì là nghe xong 8 câu thì chắc cũng không nhớ được nhiều. Nguyên ơi, nghe Nguyên ơi. One. How much is the car? So which car are you buying? The Monarch 2000. Which car are you buying? The Monarch 2000. Tôi mua cái xe Monarch đời 2000 đúng không ạ? Tại vì nó có cái từ đầu tiên là 2000, thế nên là cũng có một số anh chị bị nhầm lẫn ở chỗ đấy. Đây là đời xe thôi đúng không ạ? It's lovely. But I have to get £1,000 more from the bank first. It's lovely, but I have to get £1,000 more from the bank first. Nhưng mà tôi phải vay thêm ngân hàng 1.000 bảng nữa. Đấy, tức là vay thêm 1.000, cuối cùng nó vẫn chưa nói là bao nhiêu tiền. Because I don't have enough money. Because I don't have enough money. Bởi vì tôi không có đủ tiền, đúng không ạ? It's a lot of money. It's a lot of money. Xe này nhiều tiền quá. £3,000. £3,000. Tận 3.000 bảng. I could live on that for a year. I could live on that for a year. Tôi có thể sống bằng cái số tiền đó cho cả một năm liền. Vậy đáp án ta câu số 1 sẽ là gì các anh chị nhỉ? C. 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 Okay. Number 2. What is your answer of number 2? Số 2 các anh chị chọn cái gì đây? A này, B này, D này, D này, C. Wow, đủ luôn cả bộ tứ ABCD rồi. Ở đây câu hỏi là Elena mang gì từ bữa tiệc đúng không ạ? Trong này chúng ta thấy có hai nhân vật. Một là một cái cậu con trai, hai là một cái cô gái. Và cái cô gái này tên là Elena. Và chúng ta nghe lại xem là cô này mang cái gì nha. Chúng ta có đủ đáp án ABCD trong phần chat rồi. Nên là chúng ta nghe lại để check. Well, cars are expensive. Two. What's Eleanor going to take to the party? Hi, Eleanor. Are you taking some cans of cola to the party? Are you taking some cans of cola to the party? Bạn sẽ mang một cola đến. Một cái can Coca-Cola đến chứ? Chỉ nói là Coca-Cola trước thôi đúng không ạ? Of course. And a pizza. Of course, and tất nhiên rồi là and a pizza và cả pizza nữa. Ok, thực ra đến đây là chốt được rồi, thế nhưng mà bởi vì sao người ta lại nói thêm thông tin, thế nên là các anh chị bị đúng rồi, các anh chị lại bị nhầm lẫn đúng không ạ? Nó lạc sang chocolate. Đúng rồi. I'm going to take a big bottle of orange juice and I'm going to take, cái cậu này bắt đầu nói là I'm going to take a big bottle of orange juice. Còn tôi thì sẽ mang một mang cốc một gì ạ? À? Một lớn nước cam. Chai thật lớn nước cam. Some biscuit. And some biscuit và bánh quy. Nhưng mà cái này là anh con trai cơ mà, đúng không ạ? Yeah. Chocolate ones, I hope. Chocolate ones, I hope. Tôi hy vọng là anh mang bánh quy sô cô la đến. Đấy, em nghe cái chỗ này để em bảo bạn ấy mang cả sô cô la đến nữa. Ừ, nhưng mà đến đoạn sau là anh này mang, thế còn cô này thì mang gì đây? Cola, pizza. Yes, cola and pizza. The answer is A, đáp án A nhé. Thế nên các anh chị ạ, nó kiểu như là nghe thì rõ một một như vậy, nhưng mà nó lại rất là nhiều cái phương án nhiễu vào. Nên là đôi khi chúng ta hay bị nhầm lẫn ở chỗ đấy, đúng không ạ? Ok, let's see your answer of number 3. Xem các anh chị chọn đáp án 3 là gì đây? A, D, C, A, A, C, D, 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 D. Chắc là chưa nhìn thấy ai chọn B thôi, còn A, C, D có hết rồi. À, có B luôn rồi, đáp án cả A, B, C, D luôn. Cô này sẽ mua trứng ở đâu nha? Three.
Where will Susan buy her eggs? We need some more eggs, Susan. I'll drive out to the farm and get them tomorrow. I'll drive out to the farm and get them tomorrow. Em sẽ lái xe tới nông trại. Trang trại và mua nó vào ngày mai. Ok, cô này bảo là em đến trang trại và mua nó ngày mai. Nhưng mà đoạn sau ấy, thì nó có rất nhiều phương án nhiễu. Đầu tiên nghe cái chọn farm, nhưng xong như nào đây ạ? It'll be quicker to go to the market. It will be quicker to go to the market. Or to the little shop across the road. Or to the little shop across the road. It will be quicker to go to the market. Sẽ nhanh hơn nếu như em đi chợ hoặc là đi đến cái cửa hàng nhỏ ở bên kia đường. Ok, anh này gợi ý là đến chợ hoặc là đến cửa hàng nhỏ thì sẽ nhanh hơn đấy. Đợi ngày mai đến farm thì bao giờ, đúng không ạ? I know. Em biết chứ. But I prefer to know that they haven't been on the shelves for a long time. I prefer to know they haven't been on the shelf for a long time. À, cái rảnh câu này rỗi. Rảnh rỗi cho một thời gian dài. À đây, cô giáo sẽ viết vào phần chat cho các anh chị nhá. Nó có câu là I prefer to know they haven't been on the shelf for a long time. So what does this mean? Cái câu mà cô giáo vừa chat ở trong phần chat cho các anh chị, cô đấy nghĩa là gì? I prefer to know. Để trên cái giá của cái bữa đấy lâu rồi. À đúng rồi. Tôi biết là đúng rồi. Quả trứng không hết hạn. Em muốn biết rằng là nó không được bày bán trên giá trong một thời gian dài. Em thích cái điều là nó không được bày bán trên giá trong một thời gian dài. Vậy cuối cùng là cô này vẫn kiên định là sao? On the farm. Yes, vẫn là đến nông trại để mua cho nó tươi. Chứ còn biết là đến siêu thị hoặc là đến cái chợ hoặc là cái cửa hàng nhỏ thì nó nhanh hơn. Nhưng mà I prefer to know they haven't been on the shelf for a long time. Em muốn đến nông trại để biết chắc chắn rằng là nó không được bày bán ở trên cái giá trong một thời gian dài. Vậy đáp án của chúng ta câu số 3 vẫn là đáp án D. On the farm. Yes. On the farm, very good. Okay, let's see your answer of number 4. Số 4, các anh chị chọn gì đây? C này, A này, B này. Xem có ai chọn D nữa không là đủ hết rồi các anh chị ạ. 4 đáp án A, B, C, D có cả. Okay, người đàn ông muốn con trai giúp anh ta điều gì? Dọn cửa sổ hay là đưa anh ta đến thị trấn hay là mang cái thang lại, lấy lại cái thang hay là thăm ông John? 4. How does the man want his son to help him? Jamie, could you do something for me? Well, it depends what it is. I'm meeting my mates in town. It depends on what it is. Nó còn tùy xem bố muốn con giúp gì, đúng không ạ? I'm meeting my mates in town. Con dự định đến thị trấn để gặp bạn của con. I want to clean the upstairs windows this. I want to clean the upstairs window this afternoon. This afternoon, bố muốn dọn cái cửa sổ. Bố muốn lau cái cửa sổ vào chiều nay. Chiều nay. Bố muốn lau cái cửa sổ chiều nay. But I lent the ladder to John. But I lent the ladder to John. See. I lent the ladder to John. Có nghĩa là gì các anh chị nhỉ? Có kế hoạch. Nhưng mà bố cho chú John mượn. Mượn cái gì ấy? Cái ladder, cái thang. À cái thang, mượn cái thang. Nhưng mà bố cho chú John mượn cái thang mất rồi. Could you come next door with me and help? Could you come next door with me? Con có thể đi sang hàng xóm cùng với bố. Help me carry it back. And help me carry it back. Windows this afternoon, but I lent the ladder to John. Could you come next door with me and help me carry it back? Okay. Could you come next door with me and help me carry it back? Con có thể sang hàng xóm cùng với bố và giúp bố mang cái thang lại về đây được không? Lấy cái thang về. I'll give you a lift into town afterwards if you like. I'll give you a lift into town afterward if you like. Và bố sẽ đưa con tới thị trấn sau đó nếu như con thích. Đáp án sẽ là gì đây? C. Ok, rất lòng ngoằng đúng không ạ? Đáp án sẽ là C.
Ok, đáp án C nha. Ok, let's see your answer of number 5, số 5, xem các anh chị đọc trả đáp án là gì. Six là B này, C này, C này, A luôn này, A, B, C, có D luôn, cả 4 phương án luôn. Có chị còn chọn cả B, C nữa cô luôn trong một câu. Xem là chương trình gì sẽ bắt đầu lúc 9 giờ tối nay. Sure, Dad. 5. Which TV program is on at 9 o'clock tonight? Because of the football finishing late, there are some... Because of the football finishing late. Sau khi bởi vì trận bóng đá nó kết thúc muộn. Finishing late. Okay. Bởi vì trận bóng đá kết thúc muộn. Changes to this evening's program. There are some changes to this evening program. Sẽ có một vài thay đổi cho chương trình TV tối nay. Yes. We won't now show the nature program. We won't now show the nature program. Chúng ta sẽ không chiếu cái chương trình nature program nữa. About the sharks found in the Pacific. About the shark found in Pacific. At 9 o'clock. At 9 o'clock sẽ không chiếu chương trình về cái nature, về cái thiên nhiên, về những cái con cá mập ở Thái Bình Dương vào lúc 9 giờ nữa. Instead là thay vào đó. The cartoon film. Phim hoạt hình. The Mighty Heroes will be at this time. The Mighty Hero will be at this time. À, cái phim hoạt hình cartoon The Mighty Hero sẽ được chiếu vào thời gian này. An hour later than advertised. An hour later than advertised. Muộn hơn quảng cáo một tiếng. You can see the nature program. You can see the nature program. Bạn sẽ được xem chương trình thiên nhiên. At its usual time next week. At its usual time next week. Bạn sẽ xem chương trình nature tuần program tuần tới. Thế còn tuần này xem cái gì vào lúc đó? Màn hình ạ. The answer is nói chung là nói chung là cả 3-4 cái phương án người ta đều đề cập đúng không? Và nó có rất là lòng vòng, rất là lừa rất nhiều. Liên quan đến nhau. Rất liên quan. Thế nhưng mà chỉ cần một chi tiết thôi thì mình sẽ nghe được, mình sẽ kết luận được là nó là như nào, ok? Tiếp theo câu số 6 là What will the boy do first? What will the boy do first? Cậu bé này sẽ làm gì đầu tiên? Làm gì đầu tiên? B, C, C, A, D luôn. Trời ơi, 4 đáp án thôi ạ. Làm gì đầu tiên các anh chị ạ? Chắc chắn là 4 đáp án, 4 cái phương án này anh ta đều làm. Nhưng cái nào làm đầu tiên? Đi tới thư viện hay là chơi bóng bàn hay là lắp cái bánh xe hay là đọc sách? Six. What will the boy do first? I'm off now, Mum. I'm going to meet Ben at the youth club because he's bought a new... Ok, nghe lại. It's usual time next week. Bought a new wheel for his bike. Ben at the youth club because he... I'm off now, Mum. I'm off now, Mum. Mẹ ơi, con đi đây. I'm going to meet Ben at the youth club. I'm going to meet Ben at the youth club. Con sẽ gặp Ben ở cái câu lạc bộ thanh thiếu niên. Because he's bought a new wheel for his bike. Because he bought a new wheel for his bike. Bởi vì nó mua một cái bánh xe mới cho cái xe đạp của nó. And he wants me to help him put it on. And he wants me to help him put it on. Và nó muốn con giúp nó là lắp cái bánh nó vào. And I've got to go to the library. And I've got to the library. Và con cũng phải đến thư viện. Rồi chiều sẽ đi take my books back sometime today. To take my book back. Tức là to take my book back. Tức là con phải đến thư viện để lấy lại sách. Đúng không ạ? Để lấy sách.
Cuối tối đi đọc sách. Do. Well, do that before you start work on the bike. Do that before you start work on the bike. Do that before you start work on the bike. Hãy làm điều này trước khi con bắt đầu cái xe đạp. Because it isn't open this afternoon. Because it isn't open this afternoon. Bởi vì chiều nay là sao? Nó không mở cửa đâu. Hãy làm điều này trước khi bạn làm với cái xe đạp bởi vì chiều nay nó không mở cửa. Chiều nay thư viện không mở cửa. Okay. And we got okay rồi, đúng không? Okay. Nhưng xong lại thêm một cái câu này nữa đâm ra nó lại rối tung này. Going to play table tennis after we've done the bike. We're going to play table tennis after we've done the bike. Chúng con sẽ chơi bóng bàn sau khi chúng con làm xong cái xe đạp. So I won't see you until supper this evening. So I won't see you until supper this evening. Vì vậy con sẽ không gặp mẹ cho tới tận bữa tối, đúng không ạ? Vậy đáp án là anh ta làm cái gì đầu tiên? Yes. À, không phải xe đạp mà là đi tới go to the library để lấy sách chứ không phải đọc nhá. Nếu mà để đọc sách thì đáp án D lại đúng. Đây là to take my book back. Okay? To take my books back. Okay? Đi tới để lấy sách chứ không phải là để đọc sách. Thế nên đáp án sẽ là A. Câu 7 chắc là dễ đúng không ạ? Để cô giáo xem là các anh chị đáp án có trụm nha. 7 là C. À vẫn có AB luôn. Có AB, có C. Thực ra câu này như là kiểu là nó không có phương án nhiễu lắm đúng không? Ta nghe lại câu số 7. Mà cái phương án câu số 8 này mới không có cái nhiễu gì luôn ấy đúng không ạ? Mà còn không nghe được câu 8 thì câu 8 mà lát nó cô giáo thấy các anh chị có đáp án khác là nguy hiểm nhá, bởi vì nó chả nói cái gì ba đáp án kia cả, nói mỗi đáp án thôi. Xem nào câu số 6, câu 7 trước nhá. Bye. 7. Where will the girls meet? Will you meet me in the park? When you meet me in the park, bạn sẽ gặp tôi ở công viên chứ? Công viên chứ? Okay. Where? By the entrance? Okay. Where? By the entrance? À, được thôi. Ở đâu? Ở trước cổng à? By the entrance là ở cửa ra vào nhá. No, at the ice cream kiosk. No, at the ice cream kiosk. Không, gặp tôi ở quầy kem đi. You know, the one by the lake. You know, the one by the lake. Cái quầy kem mà ở cạnh cái hồ ấy. Em bé dậy đi. Gặp ở cạnh cái hồ hay là gặp ở quầy kem? Quầy kem. Yes, the answer is at the ice cream kiosk. Okay, the answer is C. At yes. The ice cream kiosk. Xong lại có thêm phương án nhiễu là cái quầy kem beside. Cái hồ. Beside okay. The lake. Đúng rồi, nhưng mà nếu mà ở cạnh hồ thì nó rất là nhiều địa điểm, đúng không? Rất là nhiều vị trí, không biết chỗ nào. Nhưng mà cái quầy kem ở tại cái quầy kem và cái quầy kem tại cái hồ, gần cái hồ ấy. Đáp án sẽ là C. Xem câu số 8 có anh chị nào đáp án khác không nha. A. 100% là chọn đáp án A rồi. À, có B luôn. Bây giờ ta sẽ nghe lại nhá. Cô giáo thấy là đến 99% các anh chị chọn A. Có người chọn D. Có người chọn B. Wow. Câu này nó không hề có một cái phương án gì nhiễu luôn. Okay. 8. Which chair does the man want? Good afternoon. Can you show me your office chairs? Can you show me your office chair? Bạn có thể cho tôi xem những cái ghế văn phòng của bạn được không? I'm looking for something with a high back and arms. I'm looking for something with a high back and arms. Nó nói là high back and arms. Quan tâm đến ghế mà. Và sau đó nó không nói gì nữa. Tôi đang tìm một cái ghế với cái lưng cao và arms. Thực ra không biết nghĩa của nó là gì, nhưng mà nghe âm thanh của nó rất là rõ. Đó là I'm looking for something with a high back and arms. Yes. So the answer of number 8 should be
A. Không hề có phương án nhiễu, vậy là vẫn còn một số anh chị chọn đáp án B và D. Chắc là chúng ta bị hơi bị nhầm lẫn tí nào đó, đúng không ạ? Sơ sẩy cái tay một chút. So how many correct answers do you have? Các anh chị được bao nhiêu câu đúng? Five. Em đúng 6 câu. 6, 6 là đỗ quá rồi. 6 là quá đỗ rồi, có anh chị nào dưới 4 không ạ? Thừa điểm. Thừa điểm rồi, 6 là B2 các anh chị nhá. Tổng tất cả 4 kỹ năng cộng vào mà chia trung bình được 6 ấy, thì là được B2 đấy các anh chị ạ. Siêu quá. Ok. 9:15, chắc không kịp học một cái bài nào nữa rồi các anh chị ạ. Tại vì buổi tối chúng ta học thì thường là thời gian nó hơi bị ngắn lại. Nếu mà học ban ngày thì nếu mà học ban ngày thì nó nhiều thời gian hơn thì chắc là được thêm bài nữa, nhưng mà tối thôi chắc anh chị cũng mệt rồi, nên là cô giáo điểm danh xong chúng ta nghỉ nhé. Hôm nay thì có rất là nhiều các anh chị sôi nổi. Vâng, nhưng mà trong một lúc mà sôi nổi mà các anh chị khoảng 20 người phát biểu một lúc nên cô giáo có thể là bị ghi thiếu sót. Thế nên là cô giáo đọc những người này, nếu như còn ai mà kiểu như là cũng có phát biểu nhưng mà cô không ghi kịp thì các anh chị bổ sung cho cô giáo nhé. À, hôm nay em ghi ở đây là ai đây? Chị Nga này, Ngô Ngọc, Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Thị Thương, Đinh Hà, Vũ Ngọc Thứ, Đỗ Phương Dung, Trung Dũng, Trọng Nghiệp, My Nguyễn, Nguyễn Thị Yên, Việt Trinh, Đinh Hà, Ngọc Thủy, Phí Trâm. Còn ai mà cô giáo thiếu chưa ghi không các anh chị? Còn ai? À, chị tên gì? Ai? Có ai? Nguyễn Thị Thương có. Nguyễn Thị Thương em đọc rồi, ngay sau Nguyễn Quỳnh là Nguyễn Thị Thương rồi. Còn ai nữa ạ? Nghe là Nguyễn Thị Hương. Thương ạ. Vâng ạ. Còn ai nữa không ạ? Bởi vì lúc đấy có các anh chị tương tác một lúc ấy, đâm ra là tất cả những cái đèn nó đều nháy nháy mà các anh chị chưa nháy xong, các anh chị đã tắt mic nên cô giáo không kịp ghi. Còn ai nữa không ạ? Thế còn những người mình có hai Nguyễn Thị Thương phải không cô? Ừ đúng rồi, Nguyễn Thị Thương lúc đấy là gì nhỉ? Lúc đấy là Nguyễn Thị Thương gì cô lại không ghi mất rồi. Thôi cho cả hai chị luôn. Với lại tất cả những người mở video cô giáo đều ghi hết và những người đấy cũng đều cộng điểm hết nha các anh chị nha. Ok. Bây giờ thì cô giáo sẽ điểm danh. Vâng ạ, bây giờ cô giáo điểm danh nhá. Định là cho các anh chị học bài nữa nhưng mà thôi, nếu mà thế nó thành 10 giờ các anh chị lại mệt quá, mai lại bỏ hết. Ok, các anh chị cô giáo điểm danh nhé, cũng như hôm trước, bây giờ cô giáo sẽ đọc tên 3 người một và khi cô giáo đọc tên thì các anh chị hãy viết số 1 vào phần chat nhé. Mai Ngọc Anh cũng phát biểu, ok. Mai Ngọc Anh. Nguyễn Công Trường, ok. Đấy, lúc đấy các anh chị kiểu phát biểu nhiều, cô giáo cũng như thấy nhiều lắm, thế nhưng mà không thể ghi được hết. Bây giờ cô giáo sẽ điểm danh các anh chị nha. Phương Anh, Ngọc Anh, Mai Anh, các anh chị hãy đánh số 1 vào phần chat nếu đang ở đây ạ. Thành Bách, Việt Trinh, Đỗ Cúc. Phương Dung, Nguyễn Dung, Đức Duy. Tối mai vẫn là 8 giờ các anh chị nhé. Vâng ạ. Trung Dũng, Quang Dương, Quang Dưỡng.
Hai quang dưỡng à? Thế còn quang dương có đây không? Tiếp theo là Văn Đệ, Ngọc Điệp, Anh Đức. Hữu Giang, Đinh Hà, Nguyễn Hằng. Các anh chị ơi, chiều chủ nhật chắc anh chị không học được đâu nhỉ? Học chiều thay tối cho đỡ mệt. Cô ơi, chiều chủ nhật em có việc bận cô ạ. Học tối, học tối đi cô ạ. Ok, học tối bọn em phải dậy. Học tối. Ok, yes. Vâng ạ. Nguyễn Hằng, 83, Trung Hiếu, Lô Hồng. Có. Ôi, Nguyễn Hằng, 99 có cô ạ. À, chị có ạ, chị có, chị không ngày ấn. Trung Hiếu, Lô Hồng. Lô Hồng có nhưng mà không ấn được một cô ạ. Ok. Thế Hùng, Nguyễn Hương, Trung Kiên. Đinh Lệ, Hoàng Liên, Cao Ngọc Linh. Cô ơi, Hoàng Liên không bấm được ạ. Kia Hoàng Liên có rồi kia thầy. Mai Linh, Hải Long, Nguyễn My. Chị Điệp ơi, đợi tí nhá. Ô sao chị Điệp bây giờ thế nhở? Ô Mông Thị Điệp á, chị Điệp ơi, như chị không có tên ở đây sao ấy. Chị Điệp đợi lát đến cuối nhá, đến cuối cô giáo bổ sung tên. Bởi vì hôm qua thấy nhưng mà không có tên ở trong đây, cũng không thấy chị bổ sung. Hải Long không có này. Nguyễn My có. Thanh Nga, Trọng Nghiệp, Ngô Ngọc. Tiếp theo là Trịnh Ngọc, Quang Phát, Anh Phương. Thế cái Nam Đông Quan kia là ai đấy ạ? À? Là anh Quang Phát hay là anh Phương? 10A10 Nam Đông Quan. Nè, Quang Phát ạ. Quang Phát, ok. Thế đấy, anh Phương vắng đúng không ạ? Nguyễn Quỳnh, thông sứ Trần Thanh. Ok, Nhật Thành, Bích Thiện, Quốc Thuận. Hai anh này vắng à? Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thương, 96. Ngọc em chào cô ạ. Cô ạ, em bấm phím 1 nhưng enter tự nhiên không lên được cô ạ. Sao? Anh tên gì? À, nó về mới được ạ. À đây, Quốc Thuận đây rồi. Cô Nguyễn Thị Thương, 96. Có. Ấn enter mãi mới được cô ạ. Liệt phím hay sao cô ạ? Ok. Em chào cô ạ. Ngọc Thứ, Xuân Thịnh, Phúc Toàn. Yes. Phí Trâm, Công Trường, Xuân Vạn. Phí Trâm, Công Trường, Hoàng Nhật Thành có. Cô ơi, cô cho em điểm danh đấy ạ. Ai? Từ từ đã ạ. Em là cô giáo. Con Dương của. Từ từ để lát cô giáo quay lại sau nhé. Đợi một chút, anh chị đợi. Em chào cô. Vâng, Xuân Vạn có rồi này. À, Hoàng Văn Việt, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thị Thương, 78. Nguyễn Thị Hương, 78, Hoàng Văn Định, Hoàng Thị Huyền. Hoàng Văn Định. Hoàng Văn Định đâu rồi? Hoàng Thị Huyền. Nguyễn Thị Thuy, Nguyễn Quang Huy. Huy không có. Các anh chị ơi, còn ai chưa có tên trong danh sách này không? Cô giáo điểm danh lại những người vắng này. Nguyễn Thị Thuy này, Hoàng Văn Định này, Nguyễn Thị Anh Phương vắng này, Vũ Hải Long vắng này, Đinh Thế Hùng vắng, Nguyễn Quang Dương anh đến chưa? Dạ vâng, em đến rồi ạ. Ok, rồi. Thế còn ai nữa không ạ? Thế còn cái chị Mông Thị Điệp nãy đâu bây giờ đâu rồi ạ? Chị Điệp ơi, có phải chị tên Điệp thật không hay là cái gì đấy ạ? Hai chị Điệp ơi, có phải Mông Thị Điệp là lớp mình không hay là tên nick của ai ạ? Thôi,
Thế chắc nghỉ đây. Các anh chị ơi, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào tối mai lúc 8 giờ nha. Goodbye. Goodbye. See you again. Yeah, see you tomorrow.